Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm nay thì tiếp tục cái hành trình hoàn thiện nhà sàn ẩm thực Gái Bản. Thì hôm nay đang cả Lù đi kiếm thêm, mình sẽ thiết kế những cái đồ gọi là khơi lợi, đào lại cái kho tàng về ẩm thực. Thì ở trên cái mâm cỗ ấy, ngày xưa ấy, không nói bây giờ nhé, bây giờ thì người ta dùng bát đĩa rồi, nhưng mà mình muốn trở lại với ngày xưa một chút là mình dùng mẹt này, dùng lót lá này, và cái ống tre ấy, ống tre, ống nứa. Ví dụ như là ống nứa thì để đựng rượu, còn ống tre thì để những cái món khô, một hai món thôi, chứ không phải là đựng hết vào cái ống tre được. Thế nhưng mà sẽ có điểm vào trong cái mâm cỗ đấy, có một đến hai món bằng cái ống tre. Thì anh em đang đi chặt tre già để về làm đây. Còn anh em thợ ở trên nhà thì đang hoàn thiện cái chống gì nhỉ, cái giá chống này, cái máy nghiền ép nước mía này, rồi bàn lễ tân các thứ, vẫn đang hoàn thiện những ngày cuối cùng các bạn ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ, hôm nay ngày 18 rồi, tháng 6 rồi, 29 khánh thành thì còn có 10 ngày nữa thôi, 11 ngày nữa thôi. Đấy, thì hôm nay mình bắt đầu đi in thiệp mời để mời họ hàng với lại anh em bạn bè. Đấy, với lại những người thân quen đến để chung vui lễ gọi là lễ khánh, lễ gì nhỉ? Khai trương, nếu mà đúng cửa hàng với lại nhà hàng thì thường thường người ta dùng cái từ khai trương. Nhưng mà thông báo với cả nhà là nhà hàng nhà sàn của mình là cái ngày hôm đấy là ngày khai trương, nhưng mà cỗ bàn là mình chưa nhận khách đặt đâu nhé. Riêng cái hôm 29 ấy là mình làm cỗ như kiểu cỗ khai trương như ở địa phương đây thôi, chứ không phải là mình làm kiểu làm theo phong cách dân tộc, phong cách nhà hàng của mình, nên là cũng chưa đặt cỗ đâu. Nếu mà bác nào mà lên giao lưu, lên chơi với anh em bạn bè, với gia đình mình, với nhất là với A Tú theo dõi lâu, thì lên chung vui với A Tú thì liên hệ trước để A Tú đặt, còn đặt mâm anh em còn nấu nữa. Đấy. Còn lên tham quan các thứ thì ok, thoải mái. Còn riêng cái phần cỗ thì nếu các bác lên chơi thì nếu mà muốn giao lưu thì cũng phải báo trước A Tú để A Tú biết, không thì sợ vỡ trận chết dở đấy. Đấy, cây đấy đấy. Dài lắm không? Dài thì không được. Em xem nào, em xem ở thấy em nhìn xem là cái đằng sau em được không? Cái đằng sau ấy, cái đằng sau rất là già, nhưng mà không biết cái ống nó. Không, đằng sau em ấy. Cái đấy dài thật. Dở phết đấy các bạn ạ. Tìm cái ống tre, được cái ống tre để mà làm cái này không phải là đơn giản. Ống nó phải ngắn, rỗng, mà phải già thì nó mới không bị mối mọt, nó không bị cong vênh các thứ ấy. Cả Lù di chuyển sang bên này các bạn, bên này có mấy bụi đẹp lắm ở ngay cái bờ suối ấy. Đấy, cổng nhà mình này thì hôm nào mình sẽ cho bảo anh Tuyến vào đây để san gạt hết cái khu vực này đi cho nó đẹp, để xe, để cộ khách đến, để xe, để cộ. Ở phía bên dưới này thì bà con hay lấy cát, rất là khó các bạn ạ. Mình cũng muốn nó đẹp hết cả cái bãi này nó bằng, nhưng mà khổ là bà con cứ làm cát bằng tay ấy, nó cứ hú ấy. Nhưng mà tới đây mình sẽ san gạt lại hết cho nó đẹp. Còn bà con lấy cát thì lấy ở phía dưới một tí. Riêng cái khu này là phải san lại là rồi này. Khu này là cái khu trước cửa nhà ấy. Đây này, búi này anh thấy đẹp lắm này. Cái cây chìa ra này này. Những cái cây nhỏ nhỏ vừa vừa ấy. Gác thẳng lên đây, treo thẳng lên đây được không? Cái này á? Ừ. Đây này, cây này cũng đẹp này. Cái cây ngang ngang ra này, dễ lấy này, hai cây này được. Hai cái cây chìa ra này là rất là đẹp luôn đấy. Với lại cụ kia toàn già mà ống nó bé bé.
Mà có lên tới không? Người Thái đến thời điểm bây giờ đi ăn đi cái đồ lễ mà đi nhà trai nhà gái ấy, thì người ta vẫn bỏ cái rượu thì bây giờ là bỏ vào can rồi, nhưng mà ngày xưa thì vào ống và ống nước cũng là xách bằng ống hoặc là gính bằng ống các bạn nhé. Nhưng cái ống nước ngày xưa là cái ống bươm nó to lắm, đi gánh nước ấy. Còn bây giờ thì còn vẫn giữ được cái ống nứa mà để thịt chua. Người Thái có cái món thịt chua với lại món cá nướng là gói để đi làm lễ ăn hỏi ấy. Là mình thấy người Thái đen vẫn gìn giữ được cái đấy. Ấy, hai cái cây chìa ra này là ổn đấy. Ba cây này ấy, kể cả một ống kia mình không bổ đôi mà mình khoét nó xuống ấy là ổn đấy. Ây da, ấy giật cái cành ở đây trâu ăn tốt đấy. Đây các bạn ạ, mình sẽ cắt cái đây này, ví dụ một cái ống như này này sẽ chia làm đôi như này. Ôi cái ống này đẹp lắm ấy, được 1, 2, 3, 4, 5 ống là vừa đẹp lắm. Đâu không ngã được à? Không đủ được đấy. Ăn đủ chưa? 10 ống thì được 20 mâm. Nhưng mà mỗi mâm phải hai, mỗi ống phải một ống. Ở trên đây được 9 cái rồi. Hả? Ở trên này được 8 hay là 9 cái rồi. 9 cái thì mới được 8 cái mới được 4 mâm. Mỗi mâm phải 2 cái. Xem một cái có một chặt một cây nữa đi. Ấy, cây này đẹp đấy. Ôi dồi, mắc cái gì thế? Mọi người đi đánh cá đông chưa? Bắt cá suối đấy. Thủy điện cái buổi sáng này là ít nước. Mọi người đi bắt cá suối đấy. Mày chơi được 2 cây rồi à? Thế mày đi 2 cây, anh đi 1 cây nhá. Ôi sao mà đông khách thế, thấy có xe máy lên nhà sàn mình ầm ầm. Mọi người đến chơi thì thoải mái, nhưng mà khổ là nhiều lúc uống nước chè cả buổi mình. Chẳng nhẽ mình đi làm ngại lắm. Chào các cô các chị nhá. Thằng chơi à? Cô ở đâu đây? Bản Đêu à? À thế. Vâng, xin chào. Thế à? Vâng. Cứ lên thôi, nhà cháu chưa quét dọn được đâu. Nó đang bừa bộn lắm. Đang dở việc.
Một chén nước đã. Đây. Bên này là các cô các chị chuẩn người Thái đây này. Các bà biết đan cái này không? Biết đan cái này không? Đan thử một đoạn xem nào. Làm còn một sải nữa càng tốt. Các cô các chị này toàn là người Thái đấy. Thái ở trên bản đêu xuống à? Cào cào này, món bọ xít này, gì đấy, nói chung là đồ khô, đồ rang đấy các bạn nhé, hay là cá suối. Điểm vào đầu này là những cái rau sống ấy. Hai bên này là có những cái rau sống này, những cái hoa hết ở đây xong rồi. Dưới này là những đồ khô đấy, tí nó phải bị gọt đàng hoàng sạch sẽ hơn. Rồi đây là rửa sạch sẽ, xong rồi mình luộc nước muối khử trùng, nước vôi, xong rồi mang ra phơi. Ôi dại rồi, cái ống người ta, cái ống cong ông lại bỏ vào giữ cái thế này. Cong thì mình phải cho nó cong kiểu này, hiểu không? Cái này lại ngửa lên thế này. Bà chửa này để nó còn cọc kênh cơ. Cho cá, ngon. Được. Thằng này mình ngắm nó. Đây, rồi mày lấy đi sao? Anh ngắm chứ. Nè, tập ấy. Cái quê đàn nữa. Đây, đây, cây, đây, cái cối. Đấy, cái này là vừa này. Đấy, rất là tinh tế nha, nhìn rất là đẹp đấy. Để lên mâm cỗ rất đẹp luôn. Mâm lá ấy. À, mâm tre. Mỗi hai cái này là được một mâm, cứ một ống được một mâm. Bây giờ đến khâu gọi là làm đẹp cho nó các bạn. Cái này tí nữa mình cho vào nồi to. Mới đưa cái nồi vào đây dần. Được cái nào thì thả vào đây luôn. Ông mua cho em một gói muối nhá. Luộc cho nó ngấm hết muối vào trong ấy. Nó mới không mọt. Muối với lại vôi ấy. Ăn như này thì chỉ có các bạn lên rừng, lên đồi mới được ăn cái vào cái cây như thế này.
đúng ra ngày xưa cái chén nó chỉ bằng cái ống ngứa thôi các bạn ạ, bé bé như này này. Nhưng mà cái đấy thì ăn đặt ở nhà hàng nó rất là khó. Cái mâm của mình nó ấy các bạn ạ, cái mâm của mình là mâm tre nên mà đặt cái ống ngứa kia là nó hay bị đổ. Mình đã đi rừng đi đồi rất là nhiều, mình uống cái đấy rồi, nhưng mà uống cái đấy rất là ngon, mát mà nó thơm nhá. Thơm thơm. Nhưng mà nó lại nhược điểm của nó là hay đổ. Nếu mà nó ở đất ấy thì bọn mình hay anh em đi rừng hay vót nó nhọn, uống nó cắm xuống. Thì nó chắc, chứ còn để bằng là nó hay đổ lắm. Mà đi luộc ạ. Mang đi luộc. Luộc chiều nó phơi ra nắng. Sấy phơi. Cho vào trong này. Đây phía bên này bếp bình ga bắt đầu vào, bình ga không dùng bình ga công nghiệp các bạn. Bên này anh út hàn xong cái bàn rồi, chiều chắc là lắp cái mặt lên nữa là xong rồi. Đây cái bàn lễ tân này. Chiều làm cái mặt nữa là ổn. Cứ dọn đi lại bừa bộn ra, dọn đi lại bừa bộn ra. Đây cái rèm này vừa về các bạn. Rèm là rèm điều hòa nên. Chiều nay lắp cái rèm này nữa. Lắp cái điều hòa nữa. Hai mét mấy đấy? Vừa. Vào đi em, không sao đâu. Sao đâu, đây người ta xi nhan đi đây. Đổ nhà xuống đây. Cứ bóng cái đi. Sao mà đem vào 20 phân nữa cơ mà. Ấy, để ý cái bình ga nhá. Ừ, cái bình ga này nó thò lên này. Được, được, thoải mái, 20 phân nữa. Bắt lái vào bên này. Nữa đi, bắt lái vào đây mà. Tiến đầu lên. Đấy, lúc làm cầu mình đã tính đến cái phương án là tính đến cái phương án là ô tô vào được qua cái cầu ấy rồi. Hả? Xe vào tận nơi. Con này dài nên mấy con bé bé kia, cả cái này nó vẫn vào được nhé.
xe huê hậu ấy vẫn vào được mà. Ôi ôi, bình tĩnh thôi. Hai bình ngột quá. Kiêng à hay là lăn đi? Lăn à? Trong kia đấy, ở đằng sau nhà đấy nhá. Rồi rồi. Ôi ôi, nặng thế cơ à? Bằng một phát này như kiểu lơ. Bom bi ấy thì thôi. Có vận chuyển hay nhỉ. To hết cỡ nên mới sôi được đấy. Lệch. Chưa. Lệch nhiều sang bên này rồi. Để mai sau phải thiết kế cái chưa thiết kế cái ấy lại đấy, kê nó chắc chắn này, cái bệ ấy. Cái bệ gạch hoa của em này nó bị ấy này, kênh thôi được rồi em ơi, không ai ấy vào đâu, tí bảo chú Pế là sôi lên là tắt bếp đi. Đây đây là có vấn đề gì không? Không, dây đấy không có điện. Không có điện. Ok, nghỉ ăn cơm trưa thôi. Tí bảo vệ người ta. Bảo vệ chú ý trông. Đây sau 2 tiếng luộc. Bây giờ mang ra luộc nước muối các bạn. Còn mình cho thêm một ít vôi vào để cho nó trồng muối mọt. Úp nó xuống. Vàng da rồi nhỉ? Vàng ươm mà. Khi nào mà phơi nó khô đi xong rửa thật sạch. Úp ở chỗ ráo. Ui. Thế này phải phơi thật khô nữa không là nó đúng ra phải sấy. Bây giờ nó chín hết rồi các bạn nhé. Này. Vàng này của thơm lắm, thơm nức luôn. Đây là thành phẩm một cái mà chưa phơi khô các bạn ạ. Chưa phơi khô thì cái màu nó rất là đẹp. Khô chắc là không được cái màu vàng như này đâu. Chắc nó sẽ nhạt màu hơn cái màu này. Đấy. Đây, phải rửa sạch bóng đi. Xong rồi kết hợp với cái... Đây là cái gì nhỉ? Mẹt. Nó có 2 loại. Đây như này. Cắt lá chuối xong lót vào. Tất nhiên là nó không phải là hết những cái đồ trong mâm là dùng hết được những cái này. Tại vì có rất là nhiều món. Món ướt, món khô nên là cái này nó chỉ điểm thôi. Tô điểm vào những cái món khô thôi. Này bằng tre. À bằng lạt rang. Còn cái này thì bằng tre. Lù bắt đầu quất những cái mảnh ván cuối cùng để xử lý lại cái... xử lý những cái điểm nó bị dột các bạn ạ. Lợp cái mái này, cái nhà này không bị dột một tí nào nhưng cái nhà này bị mấy cái. Nhà này bị mấy cái. 1-2 lỗ, nhà này bị nhiều này. Mảnh ván to, càng đắt tiền thì càng dễ bị dột các bạn nhé. Cứ không phải là mảnh to đùng như này, mình đợt trước mình mua cứ mảnh to mình mua vừa đắt tiền.
khi mảnh to nó hay bị vết nứt ở giữa ấy, nó hay bị dột đấy, thế nên là phải dặm lại mấy tấm, tấm mỏng mỏng, tấm này là tấm bán thái này, tấm này mỏng 45.000 một tấm này, tấm bán mông là trên 50.000. cái này là mình dặm nên là mình lấy bán mỏng, còn bán lợp này là toàn bán mông. Các bạn lấy thì các bạn lợp cái này để ý đừng có lấy cong vênh, khó lợp lắm, không lợp được đâu. Đây mấy ông bà đang buổi chiều hôm nay là có hai đoàn, một đoàn ở Gia Hội, một đoàn này là đoàn thứ hai ở Hạnh Sơn cách đây 10 cây số. Chụp ảnh. Chụp ảnh đấy. Nhà sàn cọn nước. Khéo em chụp vào bếp quá. Đây. Hoặc là đứng ở bên kia chụp chéo. Không, đây để chụp ở đây trước. Xong rồi tí nữa người đứng ở bên kia kìa không chụp. Đây em lấy vừa nhà sàn vừa cọn nước. Đấy. Dòng suối. Đấy được chưa? Từ buổi sáng giờ cũng 1 2 3 4 5. Mình không quay được, không quay hết rồi tại vì công việc mình nó nhiều ấy. Ngồi chỉ có ngồi uống nước chè. Bên này các bác thợ họ đang tiếp tục làm một cái chòi nữa. Mình làm một cái chòi ở ngoài kia. Như đúng hôm trước mình bảo ấy, là làm một cái chòi để du khách đến đây ngồi nghỉ, có thể uống nước ngắm ra suối. Cái trống là xong rồi à? Cái này xong chưa? Cái này xong chưa? Cái này là xong rồi gì? Thế thì lúa ơi giúp anh cái này tí đã. Cái này có của nó này. Bây giờ khi khiêng cái này sang. Mình thay đổi chiến thuật các bạn ạ. Hôm qua thì cũng có kể cả người nhà, kể cả các bác thợ cũng bảo, với lại là khán giả cũng bảo là cái này thật ra là bây giờ là mình làm chỉ gọi là phục hồi lại, chứ không ai đi ép mía ở đây nữa, mà phải làm lợp hẳn một cái mái ra đây. Ví dụ mai sau mình muốn làm phòng kín hay là làm phòng ủ rượu các thứ thì nó mất diện tích. Nên là kể cả người nhà mình cũng bảo, với lại khán giả bình luận trên kênh bảo là nên để ở trưng bày trong sàn thôi, nó đỡ phải lợp mái, đồ gỗ này mà để như này là hỏng hết. Nên là mình cũng nghe theo mọi người góp ý. Thì nhưng mà cái đồ của nó là mình vẫn làm đúng như có thể chạy được nhá. Nhưng chẳng qua mình không ép thôi, chẳng nhẽ là đi ép lấy cái mía vào đây ép thì buồn cười, làm gì có trâu. Đấy. Thì mình làm để phục dựng lại thôi. Thì đây, Lũ ơi, chuyển cái máy này sang bên kia để cho cái này vào đây. Cho cái cục này vào đây. Chuyển cái này này. Sáng nay các bà đến đây đan thêu. Có dây cu loa hết. Ôi, không phải dây cu loa đâu, chỉ. Dây cu loa. Dây chỉ. Đây, cả anh khiêng đưa sang bên này này, cái gian này này. Nào, quay lưng lại. Thế này dại thế nhỉ? Quay mặt lại đi đường thì không quay. Để vào cái gian đấy, để trong gian. Gian này có sợ bí không? Để ra một đấy đi cho nó thoáng một tí. Một gian đi. Rồi, đừng có ra ngoài quá là mưa nó hết đấy. Rồi, ok. Đây, bây giờ các bác thợ giúp em cho nó vào đây thử nhá. Đồng quân ơi. Quân ơi. 50 cái này mấy cái này á, bây giờ khéo nó phải đến hằng được không? Khéo phải lấy dây quá à? Bỏ cái này ra, đúng rồi. Hả? Đấy, bỏ cái này. Chắc là không cần dây đâu anh ạ. Nặng lắm đấy, không phải đùa đâu.
ba bên mấy người trước ba cái người mỗi bên cái này máy đấy. Máy xúc cầu thôi đấy ví dụ như này mỗi bên ba người anh ai Quân ơi nặng đấy anh ạ căng đấy gọi gọi anh Út với anh Quân về đây châu đực lù mỉ nó mới kéo được cái này. Cái này thì cũng phải nhấc đặt lên là hai á. Ôi giời sao mắc cái gì? À, nó mắc bên này anh ơi. Hả? Nó mắc bên này. Mắc à bên mắc răng răng. Thế nghiêng cái kia ra, nghiêng cái kia ra. Nhấc lên đi. Để tôi cùng với cậu. Khéo lên. Nào, hai. Nhấc lên. Hai. Cho đi luôn đi, được không? Được. Cho. Không. Không cho nghiêng xuống để lăn đi. Thả ra chân lù ra. Thả tự do đi. Đấy. Nặng thế cơ mà. Nào. Đấy, cái ngăn này thì nào quay. Lăn cái kia. Nào. Đấy, nhấc qua cái này tí nữa. Bây giờ phải lấy được cái giá kia đã. Em ạ, từ từ đã. Tầm băng. Gãy ngay cái gông đi. làm bao nhiêu công gãy boạp phát xong. Đấy, cho nó vào vị trí. Nhẹ. Nó phải tầm 3 tạ là cái chắc. Đây. Okay, vào đây. Đấy, bây giờ. Chỉ một bên này thôi, bên này thì nãy. Đấy nhá. Cái lên cái đó nó mới cho mắt. Nào. Đánh răng nhá. Cái máy này Honda gọi bằng cụ. Tại vì là từ từ thôi. Tại vì là từ năm 81-82 rồi. Nào. Bây giờ cho cái này tì vào đây là được. Ờ đúng rồi, nhấc tì vào đây đã. Để nguyên cái này nhá, để nguyên cái này. Nào. Chưa. Rồi bây giờ nâng lên nhá. Nào. Được. Nào. Nâng lên. Nó được 1 cân, 2 cân. Gần xuống. Ôi đẹp luôn anh ạ. Rồi. Bây giờ đánh dấu nhá, cái dấu này sang bên này đi. Xoay đi. Nào. Đấy, con trâu nó xoay kiểu này đấy. Nữa đấy. Rồi. Kiểu cọp phát đấy. Cọp phát này là lưng trâu chắc cong. Tám chín thôi. Không để kiểu đấy mới ấy. Không để nó cân quá. Thợ làm tính toán chuẩn chỉ quá. Vẫn như nãy giờ nhá. Xoay bên kia. Xoay đi. Vẫn lăn ra kia đi, xoay như nãy giờ, lên đằng kia mới dễ hơn. À, cái này hơi khó đi nhá. Cái này phải xem cái răng của nó nhá. Không tí, mình tiếp cho nó lên, không xoay. Hả? Nó đã vào rồi. Không cho lên nào. Nó đã... Lăn thân kia làm như vậy luôn. Phải tính đấy. Cái dấu nó ở bên kia cơ. Đây không phải. Không phải. Dấu X. Chân. Bên kia, ở đây này. Nào. Dấu sờ ở đây rồi. Tí mình chỉnh chắc chỉnh được thôi. Nào. Cẩn thận tay nhá anh nhá. Ấy. Từ từ, ăn tiền đâu không? Từ, thắt nữa. Dấu nhân nó đâu? Từ, xem nhá, từ. Cho cái này nguyên sang bên kia. Hử? Rồi, bây giờ xoay cái này phát nó vào luôn. Ờ, đúng. Đây, ăn luôn được không? Được.
đấy giống nhân nó ở đấy kia. Đấy, nó quay được không? Ấy. Rồi. Đấy quay rồi đấy. Cho vào đó. Vào chưa? Vào rồi đấy. Đúng quả nó đấy. Chưa vào hết anh ạ. Bên này, bên này. Ok, vậy là mọi người có thể chiêm ngưỡng nha. Đây là một cái công cụ lao động mà mình rất là thích. Lù mày thử lấy cái đòn tay vào đây thử phát nào. Nó có quay không? Đúng, nếu mà mình làm ngoài đất ấy, thì nó phải có một cái trụ ở dưới thế này. Cắm xuống sâu đất thì nó mới giữ được cái này, khi mà con trâu nó quay nó mới giữ được. Còn cái này là mình làm kiểu làm để cho mọi người chiêm ngưỡng để chụp ảnh thôi. Nên là chỉ làm cái giá lên như này thôi các bạn nhé. Đấy, cây mía đút vào đây. Cái độ khít rất cao nha, các cụ đánh dấu mật mã ở đây này. Khi mà lắp cái răng này không vào nhau là cái hệ thống này nó chạy không được. Nó nhảy ra ngay. Đấy. Thử nào. Ôi dài thế, lấy cái ngắn ngắn quay được quá. Chắc chắn là nó rít rồi, tại vì cái khung của mình nó ấy. Nào. Thử nào. Lắm. Châu mới quay được mà. Quay lại em nào, quay lại nào. Cái khung mình không giữ, hiểu. Đấy, nó như này đấy. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, ok. Mình cũng có trụ để giữ cái này đâu. Nó phải giữ hai cái này cứng đét thì xoay mỗi hai cái trục này thôi. Lâm ơi, em ta lấy cái trên bé bé để trên này khỏi đứng. Đây này, anh đứng ở cái bệ mình này. Ừ. Ok rồi. Cái bé nhá. Ngon nghẻ. Đây các cô gái Thái ở ngay cạnh đây này. Đứa nào bưng bê nào? Đợi này à? Đây con gái của chị đi. Con gái của chị à? Lớn lắm rồi, là sao lấy chồng chưa? Chưa. Chưa. Đây là một đứa thứ hai thôi. Người cả đang đi vượt lội. Người thứ hai thì đang đi làm ở Tân Đà Nẵng. Cũng đang tuyển đội ngũ nhân viên các cô gái Thái ở xung quanh đây để làm cho nhà hàng, giới thiệu sản phẩm rồi là quảng cáo giới thiệu các cái món ăn ẩm thực. Có biết làm món gì không hả cô bé này? Biết rán trứng à? Với lại luộc gạo phải không? Cô giữa kia là cô là em là con của chị ấy đấy đúng không? Ừ. Đến tuổi rồi à? 18 chưa? Chưa. Chuẩn bị lên lớp 11 thôi bà. Mấy tháng? 28 thôi bà. 16 à? 16 thì rửa bát thôi. Đúng theo luật là chưa được đó đấy. Phải nghiên cứu đấy. Phải 18. Thôi được rồi, có gì thì các chú sẽ nói chuyện với bố mẹ các cháu nhé. Ok. Đây hiện tại thì ba anh em mình đang xử lý mấy cái chỗ rột các bạn. Mình đang ở trên ở mái nhà, các bạn không nhìn thấy mình đâu nhưng mà mình nói thì các bạn vẫn nghe thấy. Bây giờ là tiếp tục ngay bên kia này thôi. Đâu, chọc lên. Ở chỗ nào ấy nhỉ? À ok ok. Cái ván này thì... Cái đinh họ bán đinh rồi sao ấy? Cái này á? Ừ. Nó bán đinh thật. Từ nhá. Bán đinh cái này phải... Được không? Xỏ qua được rồi đấy. Chưa, không được, không được. Được không? Khó lắm rồi. Cái này là có cái tấm bé bé mỏng mỏng là được ấy. Tấm bé? Lấy tấm bé? Cái này là lợp cũng đã rất là kỹ rồi nhưng mà trong cái quá trình lợp thì mình không thể kiểm tra được là cái tấm nào nó bị nứt các bạn ạ. Cái nước này nó giỏ giọt rất là ít, nó không phải là giọt ấm ấm như mái ngói, mái tôn mình mà nó cứ giỏ tòng ấy. Thế nên là rất là khó chịu, mình phải xử lý thêm một lượt ở dưới nữa. Rất là nhiều công về cái mái này rồi. Nó không phải là rột ầm ầm đâu. Nhưng mà nó giỏ. Cái nhà bé kia lại không sao. Bé lên đây thôi. Mạnh vào. Mạnh sợ nó nứt vỡ. Còn cái đinh này
có cái chú này nó không vào được. Đinh bắn hay là đinh vít? Cái đấy đinh bắn thôi, mạnh vào nó sẽ vào. À, đinh bắn thì bẩy lên ngay chứ. Tưởng đinh vít. Đây, thoải mái mà. Đấy. Rồi. Ừ. Ok chưa? Thả nhá. Thả cái này là phải đóng xuống này. Đấy. Thì nó mới giả được như cũ. Đấy, cái mái đi trên mái này thoải mái các bạn ạ. Cái gỗ của nó rất là chắc các bạn nhé. Cái này là gỗ nó khoảng độ 2 phân rưỡi 3 phân cơ. Rất là chắc và là mát. Nếu mà cái trời mùa hè mà ngồi lên mái tôn thế này thì thôi thôi. Không thể nào mới, nhưng mà đây này. Mặt trời cũng vừa mới xuống thôi nhưng mà mát lịm chả có gì cả. Nhìn người đi tắm này. Đó màn đông rồi. Càng ngày càng đông cái lượng thanh niên nó nghỉ hè hay như nào ấy. Hay là nhiều người cũng biết đến cái chỗ này sao mà đông thế. Nghe tiếng nhộn nhịp như kiểu là ở ngoài bãi biển đấy các bạn. Đây các bạn này, cái lợp cái mái này thì để ý những cái chỗ như thế này này. Mình cũng có kinh nghiệm ở trên bản, người ta truyền dạy cho là cái mái nó lúc nào nó phải khô. Nếu mà để nó ẩm, nếu mà để lá cây nhá, cái lá cây, cái cành cây hôm nào mình phải xử lý kìa. Cái cành, ơi! Đâu đó, cái cành cây mà nó chạm vào mái nhà ấy là cứ lúc nào nó lá cây nó rụng đấy, xong rồi nó tích nước ở đấy là nó ủ ở đây là nó bị mục, nó bị ải ấy các bạn. Còn cái này thì người ta dùng một đời người rồi, tầm khoảng 4-50 năm rồi nó vẫn thế này. Mà ở trên đấy nó còn có nhiều sương mù nhá, nếu mà khô như ở dưới này mình nghĩ là được lâu lắm. Chỗ nào ơi, bên này họ bắn hết đinh rồi, khó bẩy lắm. Đâu? Có. Bên này họ bắn đinh chắc lắm. Đây gì? Cả tấn này đó. Rồi. Rồi rồi rồi, ok. Nhá, để đi lấy ván đó. Ôi, chị Dần đâu? Gọi chị Dần nào. Chị Dần rồi. Gọi bác ấy. Chị Dần rồi. Từ từ em ơi, từ. Được chưa? Chưa? Đúng rồi. Ok. Đẹp không? Đấy, đây này, ví dụ những lấy ván cho lù. Ví dụ những cái điểm, cái này là mình lợp rất là khít nhá. Bên dưới nó còn khít nữa. Tức là mình lợp phải gấp đôi các cụ ngày xưa. Thế nhưng mà cái ván này nó không bao giờ nó tránh khỏi là cái những cái khe nứt này. Đây, ví dụ những cái khe nứt như thế này nhé các bạn nhé. Thì nó ngấm. Nó sẽ ngấm. Ngấm xuống là nó sẽ giọt. Chứ còn nó lại không như kiểu gột rột ào ào như kiểu máy cọ, máy lá của mình đâu. Nên là khi nào trời mưa là mình đánh dấu hết rồi. Không, bây giờ bắn ở dưới thì nó chảy, nó giỏ xuống cái tấm dưới kia, là cái tấm dưới kia đẩy ra ngoài này. Thì yên tâm là không sợ. Không sợ rột nữa. Mình cũng nghe mọi người ở trên bản bảo rồi, cái này ấy là lập một lần đầu là không bao giờ được đâu. Nó phải chỗ nào lập xong là chỗ nào hở thì trời mưa mới biết. Nên là phải xử lý một hai lần đấy. Mình cũng biết mà. Với lại trời nắng mùa hè là thường nó dạn gỗ vào ra, nó cũng đưa ra những cái vết nứt. Mưa thì nó lại co lại. Đấy, cái ông mái lạ, mái lợp này nhiều lúc là cũng hơi phức tạp một tí. Còn đây là phía đằng sau nhà, bản làng người Thái đây. Hoàn toàn là bây giờ không còn mái ấy nữa. Không còn mái gỗ này như này nữa. Ngày xưa là ở cái khu vực này là nghe mọi người nói là cái ván này này, người Mông ấy thì là họ gần rừng họ lấy được. Thế nhưng mà ở người Thái thì là xa rừng. Các bạn cứ để ý rừng nó ở tận trên rừng. Cái cây pơ mu này nó ở tận trên bản Mông cơ mới có, trên rừng cao kìa. Thì là
người Thái thì những nhà nào thật có điều kiện thì mới lập được cái ván này, cứ còn nhà nào kinh tế bình thường thì người xưa ấy là lập danh thôi, lập cái cỏ danh ấy. Rồi ok, lập cái danh thôi. Cả hai nhá. Cả bên nào, bên trái hay bên phải? Rồi ok. Gọi là nhà nào ví dụ làm gọi là làm gì ấy nhỉ, làm cán bộ hay là quan chức ngày xưa, hoặc là nhà nào buôn bán nhiều châu bò ấy, thì thường là đi mua của người Mông về để lợp, thì mới lợp có điều kiện để lợp ván này. Nói chung là tùy từng vùng, có vùng thì người Thái người ta ở gần rừng thì người ta vẫn lấy được về làm được, chứ còn ở vùng này thì toàn phải mua. Nữa à? Chưa? Được chưa? Chưa. Cả bên này á? Ừ. Này. Không được. Sao mà nặng thế? Ui, cái này. Bán ốc được á? Cái này chắc họ bán ốc rồi em ạ. Để ngó ra nhá. Ừ, họ bán ốc rồi, bán ốc rồi. Thả nhá. Ok. Hết tầm chục tấm không? Chắc không đến đâu nhỉ? Xong rồi. Đây cái này biển anh em làm cái biển sáng mặt ở trên nhà các bạn. Cho nên để A Tú xem luôn cho các bạn cùng xem. Ừ, thẩm định cái em nào. Ngán nhất mày ông này cứ chói lóa ra đây. Vừa rồi đấy. Chạy có một hàng lát vé ở giữa rồi đấy. Cứ thế nào nó vừa phải nó nhìn vừa thôi. Đấy nhìn vừa bóng người ta rất là tinh tế. Cứ thích sáng cơ, phô trương cơ. Treo nó hơi nghiêng về bên này một tí cũng được, hoặc là nó hơi dịch ra một tí, treo nó bằng cái đòn tay kia là vừa quá. Phải có ghế quá, cái ghế ở dưới kia hả? Đây này, từ điểm này tổ lên này, từ cái mặt này tổ lên đi lấy cái ghế ở dưới kia, ghế thợ mộc ấy. Sao đến được? À đấy ok. Không cần mày đâu, mày đi đánh dấu đi. À đánh dấu thôi gì. Đấy, cái này tí nữa có điện lên ý. Thì cố thêm một tí nữa xem. Ok, giờ xuống. Lũ ơi, cầm cái này xuống. Để treo cái trống với cái chiêng này. Cái này tưởng là có cái chân ngang chứ gì. Như thế này chẳng, nó chả yếu lắm à. Chân ngang dưới này nữa, đục đố ở đây mai bảo nó làm vào cũng được mà. Thế này phải tăng cường rồi. Chứ nguyên thế này á là rung ngày. Nó phải có chân như này. Phải bót tròn như này cũng được mà, để vuông thế này xong bót cạnh khỏi sát một tí là. Cái này thì không sao, nhưng mà cái này này nó phải có chân như này nó mới khỏe. Cái này yếu lắm. Yếu. Nếu mà tháo cái này ra là rất yếu. Thì mai phải có một tí dưới đây đó. Không, đây như này này. Khóa đây xuống, khóa kia xuống, siêu chắc luôn. Làm cái vòng ngang đây này, ngang từ đây đi này mới khỏe. Đây bây giờ mỗi cái này có cả chân nữa mới khỏe hơn. Cả chân này á, chân này thì vướng lắm quá. Cái ngang nữa không chẳng vướng cái gì đâu mà đấy rồi. Ui đừng lay cái keo nó còn mềm em ơi. Cái này đúng ra chẳng cần gắn keo cũng chẳng sao, nhưng còn muốn làm đóng bằng sắt rồi. Ừ, cái này đúng là không cần keo đâu mà. Nào, thử lên thế nào. Khung, khang xem vừa tầm không nào. Vừa đấy, nào treo vào cái dây. Đấy cái dây, đấy. Trông thế thôi mà cái này cũng tốn tiền phết đấy chứ. Cái này là 3 triệu mấy nhỉ. Nguyên cái này bé tí thế này các bạn này. Cái này là hình như là 3 triệu, hơn 3 triệu à? Hay là cái trống là hơn 3 triệu này, tổng là 6 triệu mấy ấy, gần 7 triệu ấy, 6 triệu rưỡi. Ừ, nguyên cái này với cái này này. Khung khiếc gỗ này còn chưa nói, công cái đóng này còn chưa nói đấy, nguyên hai cái này này. Nhà cụ này này. Nhưng mà cũng phải thôi. Nguyên cái khèn Mông bây giờ nếu mà mua một cái đẹp đẹp nó đã 5 triệu rồi. Không phải rẻ đâu. Nào, lên.
đừng lay nhá, tại vì cái keo họ chưa chưa ơi. Rồi. Ok. Lên tí là thế rồi. Lên một tí hoặc là cái chiêng phải xuống một tí. Cái này lên một tí đi. Cái chiêng này có vẻ hơi cao em ơi. Chiêng nó phải ngang, hai cái này nó phải ngang nhau. Bộ cẩn thận nhé, rơi xuống mất tiền với nó luôn đấy. Pang và vỡ luôn. Nào để thử nhá. Đây, nếu mà cái chiêng này này, nếu mà đập cái này vào hỏng luôn. Họ bảo là không được dùng một cái vật thể nào khác ngoài cái này. Cái này là họ bọc cao su với lại ấy các bạn ạ, vải. Đấy, nghe nó rất là âm. Chứ mình đập cái này vào vài lần là nó mất tiếng luôn. Vọng xa như này cơ mà. Đấy. Tiếng nó rất là trầm. Hơi lắc mà hơi cao, hai cái này nó phải vừa vừa nhau cơ. Không, cái này nó có một cái họ hay buộc một cái thanh ra đây này để để lắc. Nó đánh kiểu gì nhỉ, quên rồi. Đấy, đánh mới biết được. Nó có nhịp của nó ấy, mình có biết đánh đâu. Hôm nào phải đi học thầy giáo. Học thầy giáo biến thì mới biết được các bạn nhé. Hôm nào phải đi học thầy. Thôi, đồ đạc cho nó gọn gàng vào để mà sáng mai ấy lù ơi. Sáng mai bắn cái nhà kia. Rồi lên xem anh em lắp biển xem nhá. Bung 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 bung. Thò cái vít ra nhiều quá. Lên cái đòn tay một tí nữa. Lên cao một tí nữa. Để lên cao nào. Lên cao một tí. Thò mấy cái ấy ra nhiều thế. Không lên được chứ. Sao đen vào rồi. Cái đấy nó vào chân cái đòn tay thì đẹp. Chân đòn tay thì nó ở dưới xấu. Nó ở dưới à? Nó ở cái này. Để xấu. Thôi được rồi, để tạm thời thế cho. Để thế xong là tí nữa. Lấy cái sơn đen đen, sơn nó vào cái kè. Nhìn hai bên cân nha anh em. Chưa, sang bên mình. Bên logo lên một tí. Đặt thước, đặt cái thước Livo vào cơ nhỉ. Đúng rồi, cái logo lên tí. Lên logo lên đi, khoảng 3 phân. Em đẩy đi. Cứ đẩy thoải mái đi, đấy. Đấy, như thế đấy. Chọc khe lên. Mình lấy dấu đi em ơi, để bắn lại khe đi. Cái khe bên này vừa đấy, bây giờ hai khe bên này thôi. Rồi đấy. Rồi. Hạ xuống. Đấy, trên này chỉ là một cái biển nó mộc mạc như này thôi các bạn ạ. Bằng gỗ pơ mu. Có ánh sáng nhá, anh em đang cắm và nó sáng mặt ra một chút thôi. Mình chỉ cần sáng điểm thôi. Nó không tối quá là được. Kể ra cái này mà cũng không cần đèn cũng được rồi đây này. Mình chỉ sợ nó phản ngược sáng. Ngược sáng là quay phim chụp ảnh rất là khó. Nhưng cái này nó có bóng tiếp, có bóng ngoài này nó phả vào. Mình nghĩ chắc nó cũng không đến mức độ nào.
đây phía bên dưới, đi xuống bên dưới chỗ xem anh Út đấy, xem là ra tận xa này xem này. Ok rồi đấy, đơn giản với tôi, chỉ cần như vậy là quá đủ. À, mấy cái đàn tính các thứ lên đấy nữa, kiếm đâu được mấy cái đàn tính, kèn bè. Khèn mông, khèn bè đấy, mấy cái. Sang bên này xem anh Út hoàn thiện cái ấy thế nào rồi. Ây da, chơi cây hoa ấy à? À cây mon à? Nó hất hất về đằng kia một tí, đằng này nhìn cầu thang nhìn xuống nhìn chói lắm. Hất chéo sang bên kia một tí. Đấy. Đấy đấy, được rồi đấy. Ngày ban đêm nó mới đẹp được. Cây này hay nhỉ. Hoa hiếc nó đẹp phết đấy chứ. Ngứa chứ. Ăn được mà. Luộc. Anh à. Anh nhờ cái kệ rượu. Sao nó sáng đấy nhỉ? Hay là mình chưa bật bóng sáng lên nhỉ? Ừ đúng rồi, nó như này đấy. Nhà mình thế mà. Kiểu là cái này nó hơi thấp nên là nó rọi sáng. Cái này được cho anh Út làm một tháng nữa thì đẹp nhỉ. Cao lên kia. Ok. Bên này là bàn lễ tân. Ổn chưa? Đây ngăn kéo đây đúng không? Đấy. Toàn những gọi là thợ cơ khí ở tại đây làm. Cái đấy bóng sáng à? Không, vào đây để cho Út làm bóng sáng xuống. Chắc phải cho vào đây quá. À có đây nó vướng cửa. Nhưng chỗ này vẫn phải có một cái thay cái bóng này thành một cái bóng sáng, em nghĩ là ổn hơn cho lễ tân đây này. Ok, cái đấy thì cho một cái bóng 15W vào đấy mà sáng chứ cả làm. Đấy, nó phải thế quá. Đấy, bây giờ thì anh Út hoàn thiện nốt đi ra bên ngoài để nhìn ra xem nó như thế nào. Đấy, sắp xong rồi đấy các bạn ạ. Đi quầy hàng thì nhẹ nhàng thôi. Bóng hắt vào hoặc là không cần bóng được, mỗi cái kệ rượu thì cái bóng kia nó đang xuống thấp quá nhá, bóng nó ở trên sàn cơ. Cơ bản là 99% ở chỗ này rồi. Mai chắc tí nữa chắc lúc nữa là xong rồi. Ok, vậy là hôm nay là anh em là chế biến được quả gọi là đĩa huyền thoại của người Thái và gia công được chống dột cho mái này, gì nữa nhỉ, lắp biển này, kệ rượu này, rồi là bàn lễ tân này. Ngày mai làm xử lý nốt cái phần dột nữa là xong. À hôm nay làm được cái máy ép mía nữa chứ. Ok, cơ bản vậy thôi. Ngày mai hoàn thiện chắc là ngày cuối cùng, ngày mai 15 à. Giờ nhờ mai 15 à? Mai mười mấy nhỉ? Mai 14 à? Ừ, bố chào con. Bye bye. Bye bye các bác nào. Bye bye các bác. Ok. Lấy là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Về làm video cho cả nhà cùng xem. Một chế các bạn nhé.